Tôi đâu quay, tôi đâu quay khẩu trang. Ở đây, ở đây. Vui lên mấy bạn ơi. Nó luôn. Nó đi. Ông lên đằng này nè, lên đằng này nè. Tôi quay trong nội, đợi này nè, rồi nói đi. Mày cắt nữa luôn, sặc lồn đi. Nè, nói tôi có nói sao? Trời, nó quay đó kìa mà. Đó là xin cộng đồng mạng chia sẻ giùm này. Đây là tổ 30 khu phố, tổ 39 khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đồng Hiệp. Tổ trưởng thủ khu phố là dân ở phòng trọ, tất cả các phòng trọ đây nè, người ta thích 2 tháng 3 tháng nay người ta cấm, người ta không được đi làm lại, người ta không có tiền ăn. Người ta có gói cứu trợ thực phẩm của nhà nước, các đoàn thể ta cho thì người dân trong đây ra xin thì tổ trưởng tổ khu phố cấm đoán, chửi bới không cho người ta ra xin thực phẩm đó nè. Xin mọi người, xin cộng đồng mạng chia sẻ giúp giùm mà để lên những người có chức quyền ở đây để can thiệp vào, để mà lo cho cái đời sống của người dân ở đây nè. Nè, đó tất cả các phòng trọ đây nè. Xin cộng đồng mạng chia sẻ thật nhiều đây nè. Đây. Người trực tiếp ra bị nó chửi á, đủ điện, nói trực tiếp luôn. Đây, 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 xin mở không trang nghe nói nha. Bật lại đây. Thôi, bà mở đây cho tao biết mình. Đúng không? Đó, bây giờ tôi, người dân của tôi là rất là khổ nè. Đó, bắt đầu mới điện lên xin là bên tổ trưởng khu dân phố nè, là hứa cho gạo nè. Mà không cho. Thứ bảy lên hứa là thứ hai cho mà không cho. Đâu mua cho, chưa được một ngàn trợ cấp. Chưa bao giờ được một trợ cấp nào trơn, bắt đầu xin lên cái ông tổ trưởng nhân phố á. Nít nhóc đói nè, nít nhóc hết trơn nè, đằng kia. Chỉ cho được 28 phần quà là 10 cái mì và một bó rau à. Bắt đầu tôi xin nữa, người dân đói quá xin nữa, bây giờ trợ cấp là đông cứng là 16 ngày nữa nè, bây giờ là khổ quá rồi xin. Quay truyền cho nông người qua ăn cho thấy người nhóc. Đó, xin 5 ký gạo mà bắt đầu á bà quản lý chợ bà xuống bà chửi tôi, bà nói một cái miệng mì mò mày thúi hay gì mà mày xuống mày xin cho người ta. Mày xin có ai biết ơn mày không? Mà mọi trong nè, người dân khổ nè, thấy không? Đó, người dân khổ nè. Đó. Rồi tôi chửi xuống chửi nữa. Rồi tao chửi xuống, điện xuống chửi tôi, nói tại sao mà mày xin vậy? Mày hết gạo không? Mày còn hột gạo nữa không? Mà sao cơm mày ăn mà mày đi mà đổ bỏ? Đó nè, mà trong khi á là cơm thôi, cơm thêm mà sao mà ăn được? Thì nói kia cơm thiếu thì mày đừng có nấu, mày là biến ăn thì mày đừng có nấu, mày nấu vừa ăn thôi. Đó, cơm thiếu mà bắt ăn sao ăn được, bây giờ cho mà với chai nè, bắt phơi nè. Đó, mà nói là sao mà mày ăn, sao mà mày không ăn mà mày bỏ, cơm thiếu ăn không? Cơm thiếu ăn được không? Cơm thiếu ăn được không? Nếu mà nó ăn được, tôi cho nó ăn. Hỏi là từ đầu mua thì không có một gói hỗ trợ nào hết á. Đúng mẹ nó. Ra xin thì nó không cho. Ông, đây nói ra, cái ông tổ trưởng tổ 39 á, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Hiệp, Giang Bình Dương á, là xưa đến giờ chưa được bên nhà từ thiện nào qua từ thiện ở đây hết trơn á, không có cho một cái gì hết trơn, mà bây giờ người ta đi xin á thì lại nói người ta qua điện thoại chửi người ta, nói này nói nọ, nói người ta đi xin, trong khi đó ông chưa có hỗ trợ được cái gì hết trơn. Ông là tổ trưởng ở khu phố 39 phường Tân Hiệp, Giang Bình Dương, mong nhà nước xuống giải quyết dùm với. Đây nè, nhà trọ ở đây toàn là ở nhà không có đi làm được gì, ra chai đồ này nọ, bán vé số bán đồ nè, không ai giúp gì chứ á. Mà tổ trưởng còn xuống chữ nó, không giải quyết được cái gì, không từ thiện cho người ta được cái gì, một mó rau nữa chứ á, mà chữ người ta nói này nói nọ. Đó, dân ở chợ không có gạo ăn nữa, nấu cơm á thì một lon ăn từ sáng tới chiều thiêu thì người ta bỏ, thì nói người ta phí này phí nọ. Này, cộng đồng chia sẻ giùm đi. Tổ 39 khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đồng Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Đi lên Trang, hỏi nó đủ. Thì Trang ơi. Chưa thủ tướng. Đeo khẩu trang á. Tôi đâu quay, tôi đâu quay khẩu trang. Ở đây, ở đây. Vui lên mấy bạn ơi. Nó luôn. Nó đi. Ông lên đằng này nè, lên đằng này nè. Tôi quay trong nội, đợi này nè, rồi nói đi. Mày cắt nữa luôn, sặc lồn đi. Nè, nói tôi có nói sao? Trời, nó quay đó kìa mà. Đó là xin cộng đồng mạng chia sẻ giùm này. Đây là tổ 30 khu phố, tổ 39 khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đồng Hiệp. Tổ trưởng thủ khu phố là dân ở phòng trọ, tất cả các phòng trọ đây nè. Người ta thích 2 tháng 3 tháng nay người ta cấm, người ta không được đi làm lại, người ta không có tiền ăn. Người ta có gói cứu trợ thực phẩm của nhà nước, các đoàn thể ta cho thì người dân trong đây ra xin thì tổ trưởng tổ khu phố cấm đoán, chửi bới không cho người ta ra xin thực phẩm đó nè. Đó, xin mọi người, xin cộng đồng mạng chia sẻ giúp giùm mà để lên những người có chức quyền ở đây để can thiệp vào, để mà lo cho cái đời sống của người dân ở đây nè. Đó, tất cả các phòng trọ đây nè.
xin cộng đồng mạng chia sẻ thật nhiều đây nè. Đây. Người trực tiếp ra bị nó chửi á, đủ điện, nói trực tiếp luôn. Đây đây, đây xin mở phong trang nghe nói nha. Bật lại đi. Thôi bà mở đây cho ta biết mình, đúng không? Đó bây giờ tôi người dân của tôi là rất là khổ nè. Đó bắt đầu mới điện lên xin là bên tổ trưởng khu dân phố nè là hứa hứa cho gạo nè, mà không cho. Thứ bảy lên hứa là thứ hai cho mà không cho. Đâu mua chưa chưa được một màn trợ cấp. Chưa bao giờ được một trợ cấp nào trơn, bắt đầu xin lên cái ông tổ trưởng dân phố á. Nít nít nhóc đói nè, nít nhóc hết trơn nè, đằng kia. Chỉ cho được 28 phần quà là 10 cái mì và một bó rau à. Bắt đầu tôi xin nữa, người dân đói quá xin nữa, bây giờ trợ cấp là đông cứng là 16 ngày nữa nè, bây giờ là khổ quá rồi xin. Quay truyền cho nông người qua cho thấy người nhóc. Đó xin 5 cái gạo mà bắt đầu á bà quản lý chợ bà xuống bà chửi tôi, bà nói một cái mì mò mày thúi hay gì mà mày xuống mày xin cho người ta. Mày xin có ai biết ơn mày không? Mà mọi trong nè, người dân khổ nè, thấy không? Đó, người dân khổ nè. Đó. Rồi tổ trưởng xuống chửi nữa. Rồi tổ trưởng xuống chửi tôi nói tại sao mà mày xin vậy? Mày hết gạo không? Mày còn hột gạo nữa không? Mà sao cơm mày ăn mà mày đi mà đổ bỏ? Đó là mà trong khi á là cơm thôi, cơm thêm mà sao mà ăn được? Thì nếu kia cơm thiếu thì mày đừng có nấu, mày đừng là biến ăn thì mày đừng có nấu, mày nấu vừa ăn thôi. Đó. Cơm thiếu mà bắt ăn sao ăn được? Bây giờ cho mà với chai nè, bắt phơi nè. Đó, mà nói là sao mà mày ăn, sao mà mày không ăn mà mày bỏ? Cơm thiếu ăn không? Cơm thiếu ăn được không? Cơm thiếu ăn được không? Nếu mà nó ăn được tôi cho nó ăn. Hỏi là từ đầu mua thì không có một gói hỗ trợ nào hết á. Đúng mẹ nó. Ra xin thì nó không cho. Cái ông này nói ra, cái ông tổ trưởng tổ 39 á, khu phố Duy Liêu, phường Tân Hiệp, Giang Bình Dương á, là xưa đến giờ chưa được bên nhà từ thiện nào qua từ thiện đây hết trơn á, không có cho một cái gì hết trơn, mà bây giờ người ta đi xin á thì lại nói người ta qua điện thoại chửi người ta, nói này nói nọ, nói người ta đi xin, trong khi đó ông chưa có hỗ trợ được cái gì hết trơn. Ông là tổ trưởng ở khu phố 39 phường Tân Hiệp, Giang Bình Dương, mong nhà nước xuống giải quyết dùm với. Đây nè, nhà trọ ở đây toàn là ở nhà không có đi làm được gì, chai đồ này nọ, bán vé số bán đồ nè, không ai giúp gì cho á. Mà tổ trưởng còn xuống chữ nó không giải quyết được cái gì, không từ thiện.